Hello everyone, BDS Cẩm Mỹ 1 xin hân hạnh được chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Everyone, BDS Cẩm Mỹ 1 xin chào tất cả các quý khán giả và các bạn thân mến. Hôm nay mình hiện bây giờ đang ở mặt tiền đường xã Xuân Tây. Mình sẽ review cho các bạn là ông anh của mình đang cần bán một lô đất này với giá bán là 780 triệu một sào trên mặt đường chính. Đây các bạn nhìn thấy xe ô tô ạ. Mọi người đấy. Thì mình sẽ đi các bạn. Hôm nay là mình làm một công việc. Mình sẽ quay cho các bạn biết. Thứ nhất là chào các anh chị đầu tư bất động sản. Thứ hai là các anh em môi giới bất động sản, những người mới, mình xin chào. Và mình sẽ giới thiệu với các bạn, mình sẽ quay cho các bạn biết là ông bạn của mình đang cần bán một khu vườn đang trồng 4 năm sầu riêng. Rồi mình sẽ review cho các bạn xem nhá. Vâng, trước mặt chúng ta đây là mặt tiền đường xã Xuân Tây. Mình sẽ quay cho các bạn biết. Thế bây giờ là tất cả mọi người đang rất là hòa bình. Và khu vực ở đây là một khu vực chuyên về nông sản, trồng cây ăn trái. Mình sẽ quay cho các bạn nhìn thấy nha. Đây, mình sẽ quay trên phố phường cho các bạn cùng nhìn xem. Mặt tiền đường này sẽ nối dài với đường 765 và quốc lộ 56, một trong những cửa ngõ ra sân bay quốc tế Long Thành. Rồi, mình sẽ quay cho các bạn nhá. Và mình sẽ giới thiệu với các bạn một khu vườn rất là đẹp. Ở phía trước chúng ta là điện Ba Pha. Và các bạn nhìn thấy không ạ? Đây, mình xin giới thiệu. Đây, chính xác lô này. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn biết cây sầu riêng nó như thế nào. Đây nhá, các bạn nhá. Đó. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một khu vườn được trồng sầu riêng. Và phía trước chúng ta đây là điện Ba Pha. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Một trong những thủ phủ của những cây ăn trái. Đây là cây sầu riêng này các bạn. Và mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Một trong những vị trí rất là đẹp mà hiện bây giờ là ông bạn của mình đang cần phải bán về để lo toan cho gia đình. Đã ở đây rất là lâu năm. Và mình sẽ quay những cây sầu riêng cho các bạn xem. Cây sầu riêng này đã có gần 4 năm. Và năm tới sẽ được chắc phải nở hoa thôi. Sầu riêng. Đấy. Và chúng ta sẽ đi vào khu vườn thân yêu. Khu vườn thân yêu nhá. Coi có cái gì. Anh em nào đang xem kênh BDS Cẩm Mỹ 1 thì hãy cho mình một like. Và hãy, những người mới hãy đăng ký kênh để nhận thêm những thông tin, vị trí, thông tin bất động sản cũng như các anh chị nhà đầu tư. Thế bây giờ là ông anh của mình đang chuyển đổi công việc, cho nên là cần chuyển nhượng một trong khu nhà vườn. Thì chúng ta cũng biết rồi. Ở đây thì khu vườn này thì có một ngôi nhà cấp 4. Mình đã quay cho các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Thì bây giờ là chúng ta đi tham quan để nhìn khu vườn này. Cây sầu riêng có bao nhiêu năm và năm tới sẽ ra sao? Đây các bạn, cây sầu riêng năm tới thì sẽ kết hoa ra trái. Và mình sẽ quay từng hàng cây của những cây sầu riêng nó như thế nào. Thì chúng ta đang ở trên mặt đường nhựa xuống đây, bên hông nhà cấp 4. Nhà cấp 4 là trong vị trí là nằm trong lọt trong khoảng khu vườn sầu riêng nha các bạn nhá. Thì đây, sầu riêng trồng rất là thẳng hàng. Và cứ cách 5 mét lại có một cây sầu riêng. 5 mét nha các bạn nhá. Thế bây giờ là mình đang đứng tại xã Xuân Tây, mặt tiền đường nhựa. Một khu vườn hơn 6 sào Với giá bán thì mình sẽ để video cuối phần video và phần mô tả, và số chủ đất mình sẽ để lại ở trong phần mô tả cho các bạn tiện lợi để giao dịch nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ review về khu vườn sầu riêng đã trồng 4 năm. Và chúng ta bây giờ đã bắt đầu để tham quan khu vườn thân yêu nhá. Khu vườn thân yêu này có thẳng hàng thẳng lối không? Đây, cây sầu riêng. Đây, mình sẽ quay cho các bạn nhìn nha. Có thẳng hàng thẳng lối không nha. Cứ 5 mét là một cây sầu riêng. Hiện sầu riêng bây giờ đã trồng 4 năm rồi các bạn ạ. Đã 4 năm rồi. Đó, mình sẽ quay cho các bạn nhá. Thì BDS Cẩm Mỹ 1 mình là 6 tỷ. Luôn luôn chia sẻ những thông tin liên quan về bất động sản để cho tất cả các anh chị cũng như những người anh em đang ở định cư ở nước ngoài để tìm hiểu về những khu vực tại tỉnh Đồng Nai. Hiện bây giờ mình đang là xã Xuân Tây và huyện Cẩm Mỹ. Còn ai là người Cẩm Mỹ thì cho mình một like và hãy comment phía dưới. Ai còn nhớ quê thì hãy chia sẻ đi ạ. Cẩm Mỹ sau này là một trong những vị trí cửa ngõ của sân bay quốc tế Long Thành là phía đông các bạn nhá. Đây mình sẽ quay cho các bạn. Đây mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây mình xin giới thiệu đây là anh chủ khu vườn này, và thứ hai là người thầy giáo của chúng ta. Ai ở người Tam Phước hoặc là những người học sinh của thầy thì hãy giơ tay chào thầy đi. Đây. Và thầy hôm nay thầy rảnh thì thầy sẽ đi với một người bạn của thầy, đó là người chủ đầu tư. Anh em nào đang cần nhu cầu và khu biệt thự nhà vườn thì hãy liên hệ 0906 800 535 chính chủ tại khu vườn thân yêu sầu riêng tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ. Đó bây giờ mình sẽ review cho các bạn tiếp nhá. Đây là những người rất là nổi tiếng, người học trò được học bổng. Ai là người bạn của người chủ đầu tư này, nếu ở bên định cư đang nước ngoài thì hãy giơ tay và chào đón đi. Vâng. Đi qua Pháp ở ai ơi. Vâng, đây là hai người bạn, một người chủ đầu tư và một người thầy giáo. Và ai có biết thầy Tuấn thì hãy giơ tay chào mình đi. Để thầy Tuấn để tôi mách nước cho. Hôm nay là thầy Tuấn đang hết tiết học rồi. Thầy Tuấn đang đi về thăm khu vườn của người bạn. Đấy thì mình sẽ review cho các bạn xem nhá. Để kết thúc video này thì mình sẽ giới thiệu về tổng diện tích của cái lô đất này là 8.500 m2, với giá bán là 8 tỷ tại là ấp 7 xã Xuân Tây. Và mình sẽ quay những gốc cây này. Còn ai là người đang xem kênh BDS Cẩm Mỹ 1, hãy cho mình một like và hãy comment phía dưới. Mình sẽ gửi tất cả hồ sơ pháp lý cho các bạn tham khảo. Và mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video BDS Cẩm Mỹ 1. Chúc các bạn một ngày mới thành công và mạnh khỏe. Kênh BDS được phát sóng 6 giờ 15 phút trên kênh YouTube mỗi ngày. Vâng, mình xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới thành công. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem qua video trên kênh BDS. Chúc cho quý vị một ngày mới mạnh khỏe và an khang thịnh vượng. Và mời các quý vị và các bạn hãy đón xem chương trình video kế tiếp sáng ngày mai. BDS Cẩm Mỹ 1 được phát sóng 6 giờ 15 phút sáng ngày mai trên kênh YouTube mỗi ngày. Mời quý vị các bạn cùng đón xem. Xin chân thành cảm ơn. CMMTVs and video BNK came BDS Cami ones in CH and CMM. CMMTVs and video BNK came BDS Cami ones in CH and CMM.